Xin chào, cảm ơn quý vị đã xem khóa đào tạo quan trọng này. Tôi hân hạnh được chào đón quý vị. Tên tôi là Richard O'Brien và tôi là Giám đốc Văn phòng các chương trình quốc tế của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, CPSC. CPSC là cơ quan quản lý độc lập với sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chúng tôi chịu trách nhiệm ngăn ngừa các rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có từ hàng nghìn loại sản phẩm tiêu dùng khác nhau trên thị trường Hoa Kỳ, những sản phẩm quý vị đang mua để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng cũng như tăng cường hợp tác với tất cả các bên liên quan của chúng tôi là những mục tiêu chiến lược chính của CPSC. Là người mua các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, quý vị là bên liên quan quan trọng trong vấn đề an toàn sản phẩm. Các cuộc thảo luận của quý vị với các nhà cung cấp và nhà sản xuất phải luôn nêu bật các cân nhắc về an toàn, nhấn mạnh thông điệp rằng thiết kế an toàn là điều tối quan trọng nhằm ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng. Nhân viên CPSC xây dựng các khóa đào tạo, thường là với các đối tác chính phủ khác, để cung cấp thông tin tốt hơn cho ngành về các yêu cầu an toàn sản phẩm. Nếu quý vị có cơ hội tham dự một trong những sự kiện trực tuyến này, tôi mong quý vị cân nhắc tham gia cùng chúng tôi. Chúng sẽ được thông báo trên trang web của CPSC. Tôi tin rằng, bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giảm số lượng các sản phẩm độc hại được mua để xuất khẩu, ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng và giảm các vấn đề tuân thủ cho các khách hàng hoặc chủ thuê lao động. Không phải lúc nào người mua cũng có thể tham gia sự kiện trực tuyến cùng với chúng tôi. Video đào tạo này đã được tạo dựng cho quý vị, các chuyên gia mua hàng, để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho quý vị khi đưa ra quyết định mua các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài. Tôi khuyến khích quý vị xem lại thông tin và liên hệ với CPSC nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn nếu cần. Tôi thực sự hy vọng rằng khóa đào tạo này sẽ đáp ứng kỳ vọng của quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem. Trong vai trò là giám đốc các chương trình quốc tế của CPSC, Richard O'Brien phát biểu, việc thiết kế các sản phẩm an toàn ngay từ đầu là điều rất quan trọng. CPSC là một cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ công chúng khỏi những rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm tiêu dùng thuộc thẩm quyền của cơ quan. Chúng tôi đã phát triển loại podcast này không chỉ để thông báo về các quy định, tiêu chuẩn và các yêu cầu an toàn khác, mà còn để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế các sản phẩm có lưu ý đến vấn đề an toàn và giới thiệu các thực hành tốt nhất để tăng cường sự an toàn cho nhiều loại sản phẩm tiêu dùng thông thường. Trong vai trò là giám đốc các chương trình quốc tế của CPSC, Richard O'Brien phát biểu, việc thiết kế các sản phẩm an toàn ngay từ đầu là điều rất quan trọng. CPSC là một cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ công chúng khỏi những rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm tiêu dùng thuộc thẩm quyền của cơ quan. Chúng tôi đã phát triển loại podcast này không chỉ để thông báo về các quy định, tiêu chuẩn và các yêu cầu an toàn khác, mà còn để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế các sản phẩm có lưu ý đến vấn đề an toàn và giới thiệu các thực hành tốt nhất để tăng cường sự an toàn cho nhiều loại sản phẩm tiêu dùng thông thường. Các slide thuyết trình sử dụng trong podcast này không phải là tuyên bố toàn diện về các yêu cầu pháp lý hoặc chính sách và do đó không nên dựa vào chúng trong mục đích này. Quý vị nên tham khảo các phiên bản chính thức của các đạo luật và quy định của Hoa Kỳ, cũng như các hướng dẫn của CPSC đã xuất bản khi đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và việc tuân thủ cho các sản phẩm tham gia vào thị trường Hoa Kỳ. Lưu ý, chúng tôi có cung cấp các tài liệu tham khảo ở cuối phần thuyết trình. Phần trình bày này bao gồm các yêu cầu về hàng may mặc của Hoa Kỳ, bao gồm đạo luật vải dễ cháy, các yêu cầu chứng nhận, hàm lượng hóa chất, nhãn theo dõi và các bộ phận nhỏ. Bài thuyết trình này sẽ 1. Làm nổi bật thẩm quyền theo đạo luật về việc quy định tính dễ cháy của hàng dệt ở Hoa Kỳ, đạo luật vải dễ cháy. 2. Cung cấp cái nhìn tổng quan về các yêu cầu hàng may mặc của CPSC đối với tính năng dễ cháy và việc sử dụng dây rút. 3. Xem xét các yêu cầu liên quan khác của CPSC, chẳng hạn như chứng nhận sản phẩm, giới hạn hàm lượng hóa chất, nhãn theo dõi và các bộ phận nhỏ. Và 4. Tóm tắt các yêu cầu theo các loại sản phẩm cụ thể. 5. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp nguồn tham khảo có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các yêu cầu của CPSC, kiểm nghiệm và các yêu cầu khác mà sản phẩm của quý vị có thể phải đáp ứng nếu chúng được bán cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Đạo luật vải dễ cháy hay FFA
là thẩm quyền pháp lý chính cho các quy định của CPSC về tính dễ cháy của hàng dệt. Được ban hành vào năm 1953, đạo luật này ra đời trước CPSC nhiều thập niên, nhưng được CPSC thực thi kể từ khi cơ quan này được thành lập vào những năm 1970. Có 8 quy định theo FFA, theo đó bao quát các loại hàng may mặc hoặc hàng dệt gia dụng khác nhau. Hôm nay, tôi sẽ thảo luận 2 trong số các quy định này, 16 CFR phần 1610 và 1611, bao quát hầu hết mặt hàng may mặc tiêu dùng với một số ngoại lệ. Có 2 quy định về quần áo ngủ cho trẻ em, 2 quy định về thảm và tấm thảm và 2 quy định về đệm. CPSC sẽ cung cấp nhiều podcast hơn về các yêu cầu đối với quần áo ngủ, thảm, tấm thảm và đệm của trẻ em ở phần sau của loại podcast này. Đầu tiên, chúng tôi sẽ bàn đến các yêu cầu cụ thể về hàng may mặc chung của CPSC. Như đã đề cập, quy định về hàng dệt may 16 CFR phần 1610 áp dụng cho hầu hết tất cả các loại quần áo được bán ở Hoa Kỳ cho người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, có một số mặt hàng may mặc là ngoại lệ đối với tiêu chuẩn này. Có nghĩa là chúng không cần phải đáp ứng các yêu cầu về tính dễ cháy trong phần 1610. Đối với một số ngoại lệ này, không có yêu cầu về tính dễ cháy, ví dụ như một số loại mũ, găng tay, giày dép và các loại vải lót. Quý vị có thể xem chi tiết về những ngoại lệ này trong mục 1610.1C của quy định. Hầu hết quần áo ngủ của trẻ em được quản lý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn 16 CFR phần 1615 và 1616. Tuy nhiên, nếu quần áo ngủ của trẻ em không chịu sự điều chỉnh của các quy định đó, nó phải đáp ứng phần 1610. Ví dụ, như là quần áo ngủ của trẻ em đáp ứng các yêu cầu bó sát hoặc quần áo ngủ cho trẻ sơ sinh không chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn đó. Phần 1610 đề cập đến việc kiểm nghiệm bộ phận thành phần, có nghĩa là việc kiểm nghiệm nhằm để thực hiện trên vải trước khi sản xuất, chứ không phải ở công đoạn may thành phẩm. Trong hầu hết các trường hợp, vải dự định sử dụng cho hàng may mặc Hoa Kỳ sẽ được các nhà cung cấp kiểm nghiệm và các kết quả đó sẽ được cung cấp cho nhà sản xuất hàng may mặc. Có một số miễn trừ đối với các yêu cầu kiểm nghiệm. Điều này có nghĩa một số loại vải nào đó được sử dụng cho hàng may mặc chịu sự điều chỉnh của phần 1610 vẫn phải đáp ứng yêu cầu về tính năng dễ cháy. Tuy nhiên, dữ liệu kiểm nghiệm trong nhiều thập niên đã chỉ ra rằng những loại vải được miễn trừ này hiếm khi không đạt các yêu cầu mà ủy ban đã xác định rằng chúng không cần được kiểm nghiệm. Trên thực tế, mặc dù không bắt buộc phải kiểm nghiệm, nhưng các nhà sản xuất có thể muốn thực hiện một số kiểm nghiệm hoặc xác nhận kết quả kiểm nghiệm từ nhà cung cấp. Ngoài ra, không cần kiểm nghiệm để xác nhận trọng lượng vải hoặc thành phần sợi. Vì vậy, các nhà sản xuất nên thực hiện một số kiểm nghiệm để xác nhận các đặc tính này trước khi tiến hành sử dụng loại vải chỉ dựa trên công bố của nhà cung cấp. Các nhà sản xuất nên đặc biệt xem xét việc kiểm nghiệm khi bắt đầu mối quan hệ với một nhà cung cấp mới hoặc khi gia công các loại vải ngoài những loại vải thường được sử dụng trong sản xuất. Mặc dù bản thân việc kiểm nghiệm là không phức tạp, kiểm nghiệm phần 1610 cần có một kỹ thuật viên được đào tạo, quen thuộc với các giai đoạn và phân loại cụ thể, vốn là một phần của thủ tục kiểm nghiệm. Trước khi bắt đầu kiểm nghiệm, kỹ thuật viên nên xem xét đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm và vải để xác định xem sản phẩm cuối cùng có chịu sự điều chỉnh của quy định hay không. Có nghĩa là nó phải đáp ứng các yêu cầu của phần 1610, nghĩa là nó phải đáp ứng các yêu cầu nhưng không cần phải kiểm nghiệm. Và nếu có, loại vải có đáp ứng một trong các trường hợp miễn kiểm nghiệm hay không, nghĩa là nó phải đáp ứng các yêu cầu nhưng không cần phải kiểm nghiệm. Bước này cũng có thể được thực hiện bởi một nhân viên dành vì nhà sản xuất, nhà tư vấn hoặc phòng kiểm nghiệm. Nếu vải cần phải kiểm nghiệm, các mẫu thử được chuẩn bị theo tiêu chuẩn để xác định hướng cháy nhanh nhất của vải, vốn cũng sẽ sử dụng tiêu chuẩn cho các kiểm nghiệm tiếp theo. Các mẫu vật sau đó sẽ được chuẩn bị, xử lý và kiểm nghiệm ở trạng thái ban đầu để xác định phân loại sơ bộ. Nếu kiểm nghiệm sơ bộ xếp loại vải vào loại 3 thì vải được coi là dễ cháy nguy hiểm. Kiểm nghiệm phải dừng lại và việc phân loại được báo cáo. Đối với kiểm nghiệm cho kết quả là loại 1 hoặc loại 2 đối với loại mặt vải nổi, vải được cung cấp lại quy trình giặt hấp và giặt tiêu chuẩn, sau đó được kiểm nghiệm lại để phân loại lần cuối. Kiểm nghiệm được tiến hành trong một buồng kiểm nghiệm tiêu chuẩn với mẫu thử đã được xử lý, được gắn trong giá đỡ và được đặt nghiêng theo góc 45 độ. Ngọn lửa táp lên mép dưới của mẫu trong một giây và ghi nhận thời gian ngọn lửa lan ra, được xác định khi sợi dây cột bên trên mẫu đứt lúc ngọn lửa truyền lên mẫu vật. Việc phân loại được xác định dựa trên kết quả của nhiều mẫu vật, 5 hoặc 10 mẫu, tùy thuộc vào kết quả của 5 mẫu đầu tiên.
Trong hình này, quý vị có thể thấy kỹ thuật viên đặt mẫu vào buồng xét nghiệm, mùi lửa nằm ở góc dưới bên trái hình. Hàng dệt may quần áo được kiểm nghiệm theo phần 1610 thuộc một trong 3 phân loại sau. Vải loại 1 được xem là cháy bình thường và có thể được sử dụng trong quần áo. Chỉ nên sử dụng vải loại 2 một cách thận trọng. Vải loại 3 được xem là dễ bắt lửa nguy hiểm và không được sử dụng trong may mặc. Đối với các loại vải mặt trơn, chẳng hạn như denim hoặc chambray, vải sẽ được phân loại là loại 1 hoặc loại 3. Ngoài loại 1 hoặc loại 3, các loại vải sợi nổi, chẳng hạn như nhung hoặc lông cừu, có thể được phân loại là loại 2, vốn được xem là có tính năng dễ cháy trung gian. Khi chọn một loại vải an toàn, các nhà sản xuất không chỉ nên xem xét phân loại cuối cùng mà còn xem xét mức độ lặp lại của các kết quả kiểm nghiệm trên các mẫu. Nên dùng các kết quả nhất quán hơn so với các kết quả có ngoại lệ cực lớn, ngay cả khi thời gian cháy trung bình là như nhau. Các kết quả nhất quán hơn cho thấy tính năng dễ cháy nhất quán hơn và một sản phẩm tiêu dùng an toàn cao hơn. Ngoài việc ghi lại thời gian ngọn lửa lan ra, kỹ thuật viên quan sát cách thức cháy của từng mẫu vật và ghi lại mã kết quả kiểm nghiệm mô tả cách thức cháy của mẫu vật. Trên slide này có liệt kê các mã kết quả kiểm nghiệm cho loại vải sợi mặt nổi cùng với mô tả ý nghĩa của mỗi mã. Có thể tìm thấy bảng này trong cẩm nang phòng thí nghiệm phần 16610 của chúng tôi. Như quý vị có thể thấy, kỹ thuật viên phải thông thạo các loại thay đổi nhỏ của cách mẫu vật cháy để áp dụng đúng mã. Cùng với thời gian được ghi lại, các mã này được sử dụng để xác định phân loại vải. Có một hiện tượng cháy liên quan đến vải sợi mặt nổi được gọi là cháy lóe bề mặt. Cháy lóe bề mặt xảy ra khi ngọn lửa di chuyển nhanh qua đầu sợi mặt nổi của mẫu thử, nhưng không làm cháy vải nền. Mặc dù sự xuất hiện cháy lóe bề mặt có thể đáng báo động đối với người tiêu dùng, cách thức cháy này được xác định là không nguy hiểm, miễn là lớp vải nền không bắt lửa. Sự cố cháy lóe bề mặt thường kéo dài không quá 1 hoặc 2 giây và có thể đủ nhiệt làm đứt dây buộc, dẫn đến thời gian ghi lại rất ngắn. Những mã này giải thích cho hiện tượng cháy lóe bề mặt tương đối vô hại, có thể dẫn đến kết quả thí nghiệm lẽ ra không đạt, cho phép kỹ thuật viên phân biệt giữa cách thức đó và cách thức cháy nguy hiểm có thể dẫn đến cháy vải nền rất nhanh và bắt lửa vải nền mà việc lan ra khác với nơi ngọn lửa đốt cháy vải. Mặc dù yêu cầu này đã tồn tại trong nhiều thập niên, nhân viên của CPSC vẫn nhận thấy trên thị trường Hoa Kỳ có những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Ngoài các loại vải có kết quả kiểm nghiệm khác biệt nhau nhiều, các nhà sản xuất cần hết sức thận trọng khi sử dụng các loại vải rayon hoặc vải lụa nhẹ, mỏng và vải sợi cellulose mặt nổi, chẳng hạn như cotton và rayon hoặc vải hỗn hợp có chứa các loại sợi này. Trong trường hợp vải mỏng nhẹ, có những sản phẩm này có rất ít nguyên liệu và ngọn lửa có thể lan nhanh, cháy nhanh hơn giấy. Một ví dụ về sản phẩm mà chúng tôi đã thấy làm điều này là khăn choàng cổ bằng lụa hoặc rayon mỏng. Đối với loại vải sợi mặt nổi, có thể không đáp ứng quy định, nhân viên đã thấy các ví dụ về các loại vải nhiều cotton hoặc rayon có trọng lượng nặng hơn. Sợi cellulose dễ cháy và việc tăng thêm diện tích bề mặt ở dạng sợi mặt nổi có thể dẫn đến cách thức cháy nguy hiểm. Với những loại vải này, nhân viên đã quan sát thấy hiện tượng cháy lóe bề mặt làm cháy vải nền ở những điểm khác với điểm bắt lửa để kiểm nghiệm, là yếu tố xác định cách thức cháy nguy hiểm. Ngoài ra, nhân viên đã phát hiện ra rằng những loại vải này thường có kết quả kiểm nghiệm khác biệt nhau nhiều hơn. Một số loại vải ví dụ là lông cừu, vải cherry và vải làm từ sợi chenille. Mặc dù không phải tất cả các loại vải phù hợp với các mô tả này là không đáp ứng quy định, nhưng nhân viên khuyến khích các nhà sản xuất thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo sự tuân thủ, chẳng hạn như thực hiện thêm kiểm nghiệm hoặc thay đổi thiết kế như sử dụng các loại sợi ít cháy hơn trong vải hỗn hợp. Ở đây chúng ta thấy có một ví dụ thu hồi một loại khăn quàng mỏng nhẹ. Quý vị có thể thấy từ hình ảnh rằng vải khá mỏng. Một lần nữa, không phải tất cả các loại khăn quàng cổ mỏng nhẹ đều không đáp ứng quy định, nhưng các nhà sản xuất nên thận trọng hơn khi sản xuất các loại sản phẩm này cho thị trường Hoa Kỳ. Ở đây chúng ta thấy một ví dụ thu hồi một loại khăn quàng mỏng nhẹ. Quý vị có thể thấy từ hình ảnh rằng vải khá mỏng. Một lần nữa, không phải tất cả các loại khăn quàng cổ mỏng nhẹ đều không tuân thủ, nhưng các nhà sản xuất nên thận trọng hơn khi sản xuất các loại sản phẩm này cho thị trường Hoa Kỳ. Ngoài các yêu cầu kiểm nghiệm đối với phần 1610, có các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ phải được đáp ứng. Các nhà sản xuất nên duy trì kết quả kiểm nghiệm, bao gồm cả phân loại như đã được xác định cho vải. Ngoài ra, mẫu vải cùng với bất kỳ đặc điểm nào của vải, chẳng hạn như các loại sợi được sử dụng trong vải, bất kỳ lớp hoàn thiện nào được áp dụng cho vải và bất kỳ thông tin liên quan nào khác có thể ảnh hưởng đến tính năng dễ cháy của vải hoặc nhận dạng vải. Quý vị có thể xem thêm thông tin về các yêu cầu lưu giữ hồ sơ tại mục 1610.38 của tiêu chuẩn. Có một số slide 18.
có một tiêu chuẩn thay thế về tính dễ cháy cho một số loại vải may mặc chịu sự điều chỉnh của FFA khi phần 1610 không phải là tiêu chuẩn thích hợp để định hình tính năng dễ cháy. Quy định tại 16 CFR phần 1611 tiêu chuẩn về tính dễ cháy của màng nhựa vinyl áp dụng cho các loại vải màng nhựa vinyl không cứng, không đứng, bao gồm vật liệu trong suốt, trong mờ và đục sử dụng trong may mặc. Ví dụ về các sản phẩm có thể sử dụng các loại vải này là tã dùng một lần, áo mưa và một số trang phục lễ hội. Tương tự như 1610, tiêu chuẩn quy định phương pháp kiểm nghiệm xác định thời gian cháy trung bình không được vượt quá 1,2 inch trên một giây. Phương pháp kiểm nghiệm trong phần 1611 sử dụng cơ chế kiểm nghiệm và yêu cầu xử lý khác, ngoài các điểm khác biệt so với 1610. Tuy nhiên, phần 1611 có các yêu cầu lưu giữ hồ sơ giống như 1610. Một yêu cầu may mặc khác, cụ thể cho quần áo trẻ em liên quan đến dây rút. ASTM F1816 định nghĩa dây rút là một sợi dây, ribbon hoặc dây cuộn bằng bất kỳ vật liệu nào để kéo các bộ phận phía trên của áo khoác ngoài lại với nhau để đóng lại. Trẻ nhỏ có thể bị thương hoặc tử vong do vướng dây rút. Năm 1996, CSPC ban hành đã được ASTM thông qua dẫn đến tiêu chuẩn ASTM F1816-97. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2006, CSPC đã phát đi một lá thư tới các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu hàng áo khoác của trẻ em, thúc giục họ đảm bảo rằng hàng may mặc do họ sản xuất không có dây rút mũ chùm đầu vì dây rút mũ chùm đầu có thể gây nguy cơ thắt cổ đối với trẻ em và phải tuân thủ với ASTM F1816. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2008, Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 2008, CPSIA, tiếng Việt là CPSIA, đã sửa đổi mục 15 của CPSA bằng cách thêm một mục mới 15J cho CPSA, trao cho Ủy ban thẩm quyền nêu cụ thể bằng quy định cho bất kỳ sản phẩm tiêu dùng hoặc loại sản phẩm tiêu dùng nào các đặc điểm mà sự tồn tại hoặc thiếu chúng sẽ được coi là một mối nguy sản phẩm đáng kể nếu Ủy ban xác định rằng 1. Các đặc điểm có thể quan sát dễ dàng và đã được giải quyết bằng các tiêu chuẩn tự nguyện. 2. Các tiêu chuẩn như vậy đã có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ gây thương tích và 3. Ngành may mặc tuân thủ đáng kể các tiêu chuẩn như vậy. Vào năm 2011, Ủy ban đã xác định rằng dây rút trên áo khoác ngoài của trẻ em là một mối nguy hiểm sản phẩm đáng kể. Dựa vào quyết định đó, Ủy ban đã ban hành quy tắc cho các dây rút theo mục 15J của CPSA. Quy tắc này không áp dụng cho tất cả các dây rút, chỉ những dây rút ở cổ hoặc thắt lưng áo khoác ngoài trẻ em. Áo khoác ngoài là các sản phẩm may mặc thường dùng để mặc bên ngoài các loại quần áo khác như một loại quần áo bên ngoài, chẳng hạn như áo khoác trượt tuyết hoặc áo nỉ. Để áp dụng cho quy tắc này, các dây buộc bao gồm những định nghĩa dây rút. Quy tắc này không áp dụng cho các trang phục không được coi là trang phục phía trên mặt ngoài, chẳng hạn như đồ lót, các lớp quần áo bên trong, quần dài, quần short, đồ bơi, váy dài và váy ngắn. Thắt lưng cũng không bị coi là dây rút. Nếu quý vị có thắc mắc về dây rút, hãy liên hệ với Văn phòng Tuân thủ và Hoạt động Hiện trường CPSC. Các hạn chế về dây rút áp dụng cho áo khoác ngoài của trẻ em phụ thuộc vào vị trí của dây rút và kích cỡ của quần áo. Đối với các kích cỡ từ 2T đến 12, dây rút không được phép có trên quần áo trên phần mũ chùm đầu hoặc ở vùng cổ. Nhân viên CPSC khuyến khích các nhà sản xuất tìm kiếm các thiết kế thay thế phù hợp, chẳng hạn như chốt, nút, dây Velcro hoặc đóng mở đàn hồi. Dây rút nằm ở eo hoặc mép dưới của quần áo thì được cho phép, nhưng phải đáp ứng một số yêu cầu. Các dây rút này không được dài quá 3 inch từ lỗ dây rút khi quần áo được mở hết chiều rộng. Các dây rút liên tục phải được giữ chặt trong rãnh để chúng không thể bị kéo ra khỏi quần áo. Bất kỳ phần đính kèm nào trên đầu dây rút, chẳng hạn như khóa dây, nút thắt hoặc nút bật tắt đều bị cấm, ngay cả khi dây rút hoàn toàn có thể thu vào. Các yêu cầu này được áp dụng cho áo khoác ngoài của trẻ em có kích cỡ từ 2T đến 16. CPSC thực thi các yêu cầu đối với dây rút và đôi khi thu hồi các sản phẩm không tuân thủ. Đây là một ví dụ về việc thu hồi do dây rút. Áo khoác ngoài trẻ em này có nửa thắt lưng giả, nghĩa là thành phần thiết kế không phải là thắt lưng mà là một dây rút theo ý nghĩa của quy định vì nó có thể gây ra nguy cơ vướng víu. Trong ví dụ này, dây rút kéo dài hơn 3 inch tính từ điểm đính dây trên quần áo. CPSC thực thi các yêu cầu đối với dây rút và đôi khi thu hồi các sản phẩm không tuân thủ. Đây là một ví dụ về việc thu hồi do dây rút. Áo khoác dành cho bé gái này có dây rút nằm bên trong lớp vải lót của vùng phía dưới áo.
tôi rất có thể bị vướng hoặc mắc vào cầu trượt sân chơi, tay vịn, cửa xe buýt trường học hoặc các vật chuyển động khác gây nguy hiểm vướng víu. Ngoài các yêu cầu cụ thể đối với hàng may mặc mà chúng ta đã thảo luận, có các yêu cầu chung theo các điều luật CPSC khác phải được đáp ứng. Các sản phẩm tiêu dùng chịu sự điều chỉnh của một quy tắc, tiêu chuẩn hoặc lệnh cấm về an toàn sản phẩm tiêu dùng đòi hỏi phải được chứng nhận bởi nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu Hoa Kỳ. Đối với các sản phẩm sử dụng chung, không dành riêng cụ thể cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu Hoa Kỳ phải cấp giấy chứng nhận tuân thủ chung, tức GCCC. GCC dựa trên kiểm nghiệm từng sản phẩm hoặc một chương trình kiểm nghiệm hợp lý và phải bao gồm tất cả các yêu cầu mà sản phẩm phải tuân theo. Việc kiểm nghiệm không cần phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC chấp nhận. Quần áo dành cho người lớn đòi hỏi việc cấp GCC trừ khi nó đáp ứng một trong các trường hợp miễn kiểm nghiệm theo phần 1610. Giấy chứng nhận sản phẩm trẻ em, tức CPC, phải được cấp cho quần áo trẻ em dành cho lứa tuổi từ 12 trở xuống. CPSC dựa vào kiểm nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC chấp nhận đối với tất cả các yêu cầu mà hàng may mặc phải tuân thủ. Mặc dù các nhà sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ không thể chứng nhận sản phẩm của họ theo CPSA, nhưng họ có thể thực hiện kiểm nghiệm và cung cấp kết quả cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ. Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ có thể dựa vào kiểm nghiệm này để cấp giấy chứng nhận, miễn là tất cả các yêu cầu được đáp ứng và được thực hiện cẩn trọng. Có nghĩa là mức độ cẩn thận mà một người thận trọng và có năng lực tham gia vào một ngành nghề kinh doanh sẽ thực hiện dưới hoàn cảnh tương tự. Sự cẩn trọng không cho phép cố ý phớt lờ. Có các yêu cầu về hàm lượng hóa chất phải được đáp ứng đối với quần áo trẻ em. Đạo luật các chất độc hại liên bang FHSA yêu cầu hàm lượng chì trong các sản phẩm trẻ em không được vượt quá 100 phần triệu. Yêu cầu này áp dụng cho các thành phần kim loại được sử dụng trong quần áo và quần áo ngủ của trẻ em, chẳng hạn như khóa kéo và nút áo. Theo đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng CPSA, nồng độ chì trong sơn và các chất phủ bề mặt khác không được vượt quá 90 phần triệu. Tranh in lụa là một ví dụ về lượng chì tiềm ẩn trong sơn hoặc chất phủ bề mặt cho quần áo trẻ em. Theo CPSA, nồng độ phthalate không được vượt quá 0,1% trong đồ chơi trẻ em và đồ dùng chăm sóc trẻ em. Đồ dùng chăm sóc trẻ em được định nghĩa là một sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ việc ngủ và ăn cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống. Vào năm 2017, Ủy ban đã ban hành quy tắc cuối cùng về phthalate 16 CFR phần 1307. Với ngày có hiệu lực là ngày 25 tháng 4 năm 2018, bất kỳ đồ chơi trẻ em hoặc mặt hàng chăm sóc trẻ em nào có chứa nồng độ hơn 1% các phthalate sau đều bị cấm: diethylexyl phthalate DEHP, dibutyl phthalate DBP, benzyl butyl phthalate BBP, diisononyl phthalate DENP, isobutyl phthalate DIBP, dienpentyl phthalate DPENP, dienhexyl phthalate DHEXP và dicyclohexyl phthalate DCHP. Sản phẩm ví dụ là phần chân trên bộ đồ ngủ Footy bó sát. Để giúp giảm bớt gánh nặng kiểm nghiệm cho bên thứ ba, Ủy ban đã đưa ra quyết định rằng một số vật liệu nhất định không cần được kiểm nghiệm cho mục đích chứng nhận vì chúng không chứa một số hóa chất nhất định ở nồng độ không tuân thủ. Xác định chì đối với một số loại sợi dệt có thể tìm thấy tại mục 1500.91. Xác định phthalate đối với một số loại nhựa có thể tìm thấy tại mục 1308.2. CPSC thực thi các yêu cầu về hàm lượng hóa chất đối với các sản phẩm trẻ em. Một vụ thu hồi phù hợp liên quan đến quần áo trẻ em có mẫu trang sức kim loại có hàm lượng chì vượt quá giới hạn quy định theo FHSA. Chúng tôi khuyến khích các nhà sản xuất kiểm tra hàm lượng hóa học của các thành phần kim loại trên quần áo trẻ em hoặc bất kỳ thành phẩm dành cho trẻ em nào khác chịu sự điều chỉnh của các yêu cầu này, đặc biệt khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc nguồn cung cấp có thể ảnh hưởng đến sự tuân thủ của sản phẩm. Các sản phẩm trẻ em được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 trở xuống sử dụng phải có nhãn hiệu vĩnh viễn để phân biệt, thường gọi là nhãn theo dõi. Các nhãn này phải được đính vào sản phẩm và bao bì của nó, dễ thấy và dễ đọc và cung cấp một số thông tin nhận diện. Nhãn theo dõi phải chứa một số thông tin cơ bản, bao gồm 1. Tên của nhà sản xuất hoặc nhà dán nhãn riêng. 2. Địa điểm và ngày sản xuất sản phẩm. 3. Thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, chẳng hạn như số lô hoặc số lần vận hành hoặc các đặc điểm nhận dạng khác. Và 4.
bất kỳ thông tin nào khác để tạo điều kiện xác định nguồn gốc cụ thể của sản phẩm. Tất cả thông tin nhãn theo dõi phải dễ thấy và dễ đọc. Tuân thủ các yêu cầu về nhãn theo dõi sẽ giúp cải thiện hiệu quả và tỷ lệ phản hồi cho bất kỳ lần thu hồi nào trong tương lai. Việc tuân thủ yêu cầu này cũng giúp ích cho nhân viên CPSC và các công ty trong chuỗi thương mại. Khi một thành phần đã được xác định là nguồn gốc của mối nguy hoặc vi phạm, nhãn theo dõi sẽ giúp xác định các sản phẩm khác có thể chứa thành phần tương tự. Đối với các sản phẩm chủ yếu dành cho trẻ dưới 3 tuổi, có một yêu cầu liên quan đến các bộ phận cấu thành nhỏ nhằm ngăn ngừa tử vong do ngạt thở và thương tích ở trẻ em. Một bộ phận nhỏ là bất kỳ vật thể nào vừa khít hoàn toàn với một hình trụ kiểm nghiệm được thiết kế đặc biệt dài 2,25 inch với đường kính rộng 1,25 inch, tương đương với kích thước của cổ họng mở rộng hoàn toàn của trẻ em dưới 3 tuổi. Nếu một bộ phận nhỏ vừa khít hoàn toàn với hình trụ và sản phẩm mà nó tạo ra được dành cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng, thì sản phẩm đó sẽ bị cấm vì bộ phận nhỏ đó gây nguy cơ nghẹt thở. Xem 16 CFR phần 1501.4 để biết thêm thông tin. Cần lưu ý rằng các loại vải và nút được miễn trừ khỏi yêu cầu này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất phải chắc chắn rằng các nút được gắn chặt vào quần áo vì những nút không được gắn một cách an toàn có thể dẫn đến việc xác định sản phẩm có nguy cơ đáng kể và có khả năng dẫn đến việc thu hồi. Đây là một vụ thu hồi quần áo dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi do vi phạm bộ phận nhỏ. Nút đính trên quần áo này bị bung ra và gây nguy cơ nghẹt thở cho trẻ em. Làm thế nào để quý vị tổng hợp tất cả các thông tin này lại với nhau cho sản phẩm của quý vị? Bây giờ tôi sẽ tóm tắt các yêu cầu may mặc theo loại sản phẩm. Quần áo cho người lớn là quần áo dành cho những người không thuộc độ tuổi từ 12 tuổi trở xuống. Các sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn dệt may quần áo 16 CFR phần 1610 hoặc nếu thích hợp hơn, tiêu chuẩn màng nhựa vinyl 16 CFR phần 1611. Kết quả của các kiểm nghiệm này sẽ được sử dụng làm cơ sở để cấp GCC. Vào năm 2016, Ủy ban đã thông qua chính sách thực thi quy định rằng quần áo người lớn tuân theo phần 1610 nhưng được miễn kiểm nghiệm do trọng lượng vải hoặc hàm lượng sợi không yêu cầu cấp GCC. Do đó, chỉ những quần áo không đáp ứng điều kiện miễn kiểm nghiệm theo quy định mới phải được kèm theo giấy chứng nhận. Quần áo trẻ em có nhiều yêu cầu hơn quần áo người lớn và các yêu cầu phụ thuộc vào các thành phần và thiết kế. Tất cả quần áo trẻ em phải đáp ứng tiêu chuẩn dệt may quần áo 16 CFR phần 1610, trừ khi tiêu chuẩn màng nhựa vinyl 16 CFR phần 1611 thích hợp hơn hoặc nếu sản phẩm là quần áo ngủ dành cho trẻ em, phải đáp ứng tiêu chuẩn đồ ngủ trẻ em 16 CFR phần 1615 hoặc 1616. Ngay cả khi vải được miễn kiểm nghiệm, vẫn phải được cấp giấy chứng nhận. Nếu các thành phần kim loại chẳng hạn như khóa kéo, nút hoặc các yếu tố trang trí được sử dụng trên quần áo, chúng có thể cần được kiểm tra hàm lượng chì. Nếu quần áo có in lụa hoặc các thành phần sơn, quần áo có thể cần phải kiểm tra chì trong sơn hoặc chất phủ bề mặt. Đối với quần áo được coi là mặt hàng chăm sóc trẻ em có chứa bất kỳ bộ phận thành phần dẻo nào có thể tiếp cận được, chẳng hạn như yếm hoặc phần chân của bộ đồ ngủ, chúng cần phải đáp ứng các yêu cầu về phthalate. Đối với bất kỳ kiểm nghiệm nào được yêu cầu, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu trong nước sẽ phải thực hiện kiểm nghiệm do phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC chấp nhận tiến hành và sau đó cấp giấy chứng nhận dựa trên kiểm nghiệm đó. Ngoài ra, quần áo trẻ em cần phải có nhãn theo dõi đáp ứng tất cả các yêu cầu đã nêu. Cuối cùng, quần áo phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về dây rút nhưng không cần chứng nhận. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi hy vọng quý vị thích podcast này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bài thuyết trình, vui lòng gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt đến hộp thư đã đề cập trước đó. CPSC in Việt Nam, a@cpsc.gov. Hộp thư này được kiểm tra thường xuyên. Chúng tôi cũng xin nhắc nhở người xem rằng CPSC có sẵn nhiều tài liệu kỹ thuật và nguồn tham khảo. Ở phần kết của bài thuyết trình này, chúng tôi cung cấp nhiều liên kết đến các nguồn tham khảo mà người xem có thể thấy hữu ích.